Nếu mà ước tính cái vườn chanh đào này bây giờ thu cô có ước được khoảng bao tấn không? Vài chục tấn á. Ok. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một cái vườn chanh đào. Và quý vị và các bạn muốn mua chanh đào, quý vị và các bạn đăng ký kênh và liên hệ để mua. Các bạn thấy là rất là nhiều chanh đào luôn này. Wow. Quá sai luôn. Rộng tùm luôn. Chỗ này là bao nhiêu nghìn gốc cô? 2.000 gốc chanh đào. Các bạn mua chanh đào bây giờ là khoảng rất là nhiều tấn luôn. Các bạn liên hệ cho mình là 0335305982. Các bạn thấy là một cái vườn đi mỏi chân luôn. Cỏ rậm đó, rất nhiều. Quá nhiều luôn. Wow. Chưa bao giờ tôi đi đến một cái vườn 100 ha mà trồng rất nhiều loại hoa quả như thế này. Wow. Quá nhiều luôn. Đây, tôi chảy thử một trái. Đó. Các bạn thấy là rồi từ cái màu cỡ 2 quả như này. Đó. Nhưng các bạn thấy là rất là ok. Đó. Wow. Quả này nữa. Chanh đào. Dập trời luôn. Cô vừa bảo thu nhanh bây giờ có bao nhiêu tấn á? Vài chục tấn chanh. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video có nội dung phong phú hay, các bạn có thể đăng ký kênh hoặc là